Mic check. Okay, 1, 2. Hello. Ok, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của Thiên Vũ Audio. Thì cái video này hôm nay là rất là đặc biệt, là Vũ sẽ giới thiệu các bạn một dòng sản phẩm mới nhất của Yamaha vừa mới ra mắt cách đây thì cũng khoảng đâu 1 tuần đến 10 ngày thôi các bạn. Và Vũ rất cảm ơn các anh đã hỗ trợ cho Vũ cái con này. Và Vũ cũng được may mắn là mình sẽ đập thùng vào cái ngày thứ bảy các bạn, là cũng là cái con đầu tiên luôn. Để mình có 2 ngày cuối tuần để mình vọc vạch, để mình nghiên cứu sản phẩm này, để có một video ngày hôm nay. Vũ sẽ tập trung vào cái tổng quan của con này. Thứ nhất là về một số tính năng, thứ hai là về ứng dụng, thứ ba là một số cái mà các bạn có thể làm tối ưu hóa của sản phẩm này, làm rất là nhiều việc khác. Nếu các bạn thấy video hay thì đừng quên bấm đăng ký kênh Thiên Vũ để xem nhiều video hay hơn. Và cái video sau thì Vũ sẽ quay những video thu âm của cái soundtrack của cái con Yamaha DM33 này, để cho các bạn nắm và các bạn nghe và các bạn trải nghiệm. Còn video kế nữa thì Vũ sẽ quay cái hướng dẫn các bạn từ phần và những cái setup từng phần của cái con Yamaha DM3 này. Các bạn nhớ follow kênh để mình sẽ chia sẻ đi theo cái bộ tập quay video của mình, để chia sẻ về hướng dẫn cách xài cái con này nhé. Thì vừa rồi thì Yamaha ra một cái con phiên bản như trước mặt các bạn đây, chính là Yamaha 16 line nhưng cực kỳ nhỏ gọn. Các bạn, 16 line các bạn ha, nhưng cực kỳ nhỏ gọn. Mã của nó là DM3. Và hãng tung ra hai phiên bản, một là DM3 Standard và hai là phiên bản có Dante. Thì nó sẽ được viết tắt là DM3S và DM3D. D tức là viết tắt của chữ DT các bạn ha. Thì đối với Vũ thì khi mà Yamaha ra một sản phẩm mà không có tích hợp Dante vào thì nó là một cái lợi thế của Yamaha. Vì khi mà tích hợp Dante vào thì giá thành nó sẽ đổi rất là nhiều. Cái thứ hai là đối với các anh hoặc các bạn mà làm show thường, những show nhỏ hoặc là những anh em ở tỉnh á, thì chúng ta làm show thì hầu như cái Dante các bạn sẽ rất ít là dùng, rất ít khi nào mà đi dùng cả. Thì nên khi mà phiên bản này ra thì cái phần mà loại bỏ cái Dante cho hai phiên bản này thì nó sẽ giúp cho các bạn dễ tiếp cận cái con Yamaha này hơn. Với mức giá thì chênh lệch không có quá nhiều so với những cái dòng ở thị trường, nhưng mà các bạn phải tiếp cận được một con ngon lành, xịn sò, có thương hiệu và có chất tiếng sao và đầy đủ những ngõ ăn chơi cho các bạn có thể làm và các bạn đa dạng hóa trong vấn đề mình đi làm show của mình, hoặc là đi setup cho khách hàng, hoặc tune thiết bị cho khách hàng đó. Hiện tại mức giá của hãng Yamaha đang đưa ra cho cái con này là 46.800.000, đồng nghĩa là 47 triệu, và phiên bản mà có Dante thì nó sẽ rơi đâu đó là khoảng tầm gần 70 triệu các bạn ha. Nhưng mà mình chưa biết được chính xác, nhưng mà mình chỉ biết được khoảng đó thôi. Bây giờ thì mời các bạn đến gần lại, chúng ta sẽ coi về cái giao diện của cái thiết kế cũng như là cái kết cấu của cái con DM3 này của Yamaha mà ha. Thì trước mặt các bạn đây là một cái giao diện với một cái góc ngã là khoảng 45 độ, thì với một màn hình start như thế này, cảm ứng với 9 inch thì rất là to và cái góc nhìn nó khá đầy đủ và rất là trực quan các bạn ha. Thì trong cái màn hình này thì mình sẽ mô tả các bạn có thể cân chỉnh được những cái phần mà in out đồ mọi thứ, có bảng EQ, có com, có gate, nó show hiển thị rất là đầy đủ. Rồi có nơi để chúng ta kiểm tra những cái ngõ ốc out đây luôn các bạn ha, reverb, delay đây nè, ví dụ đây nè, để chúng ta kiểm tra. Và chúng ta có thể xử lý reverb riêng ở ngay cái khu này, xử lý nhanh các bạn, cân chỉnh những cái tham số của reverb ở đây. Đó, rồi cân chỉnh tham số delay. Và reverb delay nó sẽ có hai tab cho các bạn. Thì cái tab này, một là đây là cái tab thứ nhất nè, tab những tham số chính và những tham số phụ nằm bên trong, rất là dễ. Và còn cái nữa là đối với khi mà các bạn check tín hiệu á, thì cái nút Q, các bạn để ý nút Q này nè các bạn, đây là cái quan trọng lắm nè. Cái nút Q này nhiệm vụ của nó là khi mà chúng ta bấm vào nút Q nó sáng đèn lên thế này, thì cái tín hiệu đầu vào á các bạn, những tín hiệu âm thanh đó, nó sẽ hiển thị ra ngoài đây cho các bạn, để chúng ta có thể cân đối và chúng ta cân đo nó ha. Đó, ở đây mình để nè các bạn. Rồi, thì giao diện rất là trực quan, khá là đầy đủ. Rồi ở phía trên của nó sẽ có những cái tab, ví dụ như đây là cái tab record, đây là cái tab để dành chúng ta record rồi playback nhạc lại, và chúng ta những cái rồi ha. Rồi xong cái đầu tay phone để chúng ta kiểm âm từng ngõ, từng channel. Đấy, một tay phone đây, và chúng ta có cái gain ở đây, vị trí trên này. Đó. Các bạn thông cảm tí xíu nha, đèn nó hơi chói, nó hơi sáng, các bạn sẽ hơi bất tiện. Và một ngõ 6 ly ở đây. Và đây một ngõ USB, cái ngõ USB này là USB record, thì để mình test cho các bạn xem. Để có tốc độ nó, mình rất là ấn tượng cái sự khả năng kết nối của con này. Nhấn vào nha. 1 2
3, 4, 5, 6. Chỉ mất 6 giây thôi nó đã lót xong các bạn. Đấy các bạn. Và đây là những cái file mà Vũ đã ghi âm rồi đó các bạn. Khi mà hát mà chúng ta hát live và chúng ta ghi record lại bộ file tổng thể thì ở đây. Còn cái giao diện mà chúng ta setup thì ở đây. Chúng ta muốn record cái gì? Và chúng khi mà chúng ta record ra chất lượng file bao nhiêu, có file quay MP3 323 320 256 128 gì đó. Khá là đều các bạn, đúng không? Thậm chí nó hỗ trợ là cả quay 96 luôn các bạn. Đó. Khá là đầy đủ. Còn cái màn hình tab bên này, các bạn chờ mình xíu nha. Đây, cái này mình không có, mình lưu 30 thôi. Rồi, còn đây là cái phần gain. Cái này khi mà chúng ta record ra thì khi mà chúng ta record chúng ta hát thì ở đây cũng sẽ có tín hiệu out các bạn ha. Thì nhưng mà đây là phần gain, gain out record, tức là chúng ta muốn coi là nhạc chúng ta có thể hát lớn nhưng mà cái phần out này chúng ta có thể là thu cho nhỏ thôi để tránh bị out over ha các bạn ha. Đấy, over đây nè. Tránh bị over thì chúng ta từ từ mà chúng ta cân đối ha. Đó, còn chúng ta muốn hát nhỏ mà thu ra lớn thì chúng ta cũng ở đây luôn. Rồi ở đây cũng vậy, easy đối xứng, đây là playback để chúng ta play những bản nhạc USB MIDI đồ này nọ, chúng ta phải play ở đây. Và đây là cái ngõ mà chúng ta play nhạc ở trên đây, đây là những cái phím function ở chúng ta phải play nhạc ở đây. Record cho đến play nhạc ha. Các bạn lưu ý, đó, phần đây. Rồi. Rồi các bạn quay lại đây. Chia sẻ sâu các bạn cái phần record, hướng dẫn các bạn cách dùng cái chỗ này. Để mà chúng ta record thì chúng ta chỉ cần một thao tác thôi. Chúng ta chỉ cần nhấn giữ cái nút vàng này, bấm vào mục input output nha các bạn ha. Chúng ta bấm vào cái nút này, khi mà nó hiện đỏ chớp chớp như thế này, sau đó chúng ta mới bấm nút play. Như vậy lúc đó nó hiện dây ở đây chạy thì lúc đó mới gọi record nha, chứ không phải cái nút này chớp chớp không các bạn record nha. Thì mình nghĩ cái này rất là dễ bị các bạn mà lần đầu chạm á thì nó sẽ hiểu lầm. Đó, rồi mình x nó đi. Rồi cái file mình vừa ghi nó sẽ nằm ở bên là title list. Đấy. Cái chỗ mà sáng nhất là cái chỗ mà cái video mà mình thu gần nhất, gần đó. Chúng ta nhiệm vụ chúng ta cần play thôi, đúng không? Nó sẽ play nhạc. Hoặc chúng ta nghe file khác, net. Còn chúng ta lỡ chúng ta đang hát mà muốn thu luôn thì cũng easy thao tác bên kia. Ở đây là một màn hình, cái công cụ đây là một chung cho các bạn ha. Chúng ta record, chúng ta bấm record một cái đây luôn. Bấm play một cái luôn là nó sẽ record. Đấy, nó đẻ ra file số 4 nè. Dấu chấm chấm rồi các bạn, đang thể hiện đang record. Bấm lại là hoàn thiện. Rồi chúng ta có thể đổi tên nó bất kỳ. Đấy, ở đây một giao diện cảm ứng tương đối là nhạy nha các bạn nha. Đó. Rồi, xong rồi tai nghe, giờ mình chia sẻ mono delay đó chúng ta phải cân ha. Rồi phần setup, đấy, trong đây nó có một phần setup, cái bộ sale rồi bộ user rồi phần cài đặt của phải cài đặt hệ thống của người dùng. Đấy, ở trong đây nó có cả tiếng Việt nữa nha các bạn. Nó có cả tiếng Việt nha. Đây mình cho các bạn có tiếng Việt Nam. Đây. Cho các bạn coi. Cái tiếng Việt này ấy, các bạn thì các bạn lưu ý tiếng Việt này không phải là phần mềm là tiếng Việt nha các bạn. Phần tiếng Việt Nam này để chúng ta có thể đánh được khi mà chúng ta nốt ở những cái bảng dưới này nè các bạn, để khi mà chúng ta có thể viết được tiếng Việt luôn nha. Nốt thôi nha các bạn, lưu ý để dành những bảng nốt thôi. Đấy, mình bỏ ngoài đi, mình chọn lại English. Rồi, video này mình chỉ chia sẻ tổng thể thôi. Mình sẽ làm những cái video mà phân nhánh để cho từng phần để hướng dẫn cho các bạn sử dụng con này. Đấy. Cho bạn video tổng quan cho nó nhanh. Rồi, chúng ta record rồi channel link, đấy channel link. Ví dụ như vậy nè, channel link để chúng ta những cái thao tác thì giống như những cái con channel những cái con digital khác thôi các bạn, chúng ta thể link hai cái live với nhau. Đây mình ví dụ cho các bạn đây xem. Mình chuyển qua live nhạc đi, đây. Ví dụ channel link đó, đây. Mình đẩy một live thì sẽ nhảy hai live. Thật ra những cái vấn đề những cái tính năng này nó sẽ giúp cho cái việc là tối ưu hóa cái việc mà khi mà chúng ta trình diễn, ví dụ như vậy chúng ta không, ví dụ như giờ 4 live chúng ta mất hết 4 ngón rồi. Đó thì chúng ta có thể dùng những cái cách này, ví dụ như vậy chúng ta ví dụ ở đây mình lên hai cái thì mình chỉ cần đẩy hai ngón thôi nó sẽ lên được 4 like, ví dụ như vậy. Đấy cho bạn dễ hình dung đó. Thật ra một số tính năng là chỉ rồi nó giúp cho các bạn quá trình mà chúng ta sử dụng nó mượt mà hơn. Rồi xong ở đây là cái music, chúng ta có thể edit, đặt cái tên đây là mood group gì đó, ví dụ mood group mix, mood group nhạc cụ hay là mood group fs đó, thì chúng ta đặt ở đây thôi. Chúng ta có những dạng mood để mình gọi là mood 2, mood 3, mood 4, mood 5, mood 6, mood 8. Tổng cộng là chúng ta hỗ trợ được là 6 cái group mood ha. Thì chúng ta muốn note như thế nào thì chúng ta tự điền ha. Như nãy Vũ có chia sẻ, nếu mà chúng ta đã chọn tiếng Việt thì ở đây chúng ta điền được tiếng Việt luôn nha. Chỉ dành cho test thôi nha mọi người nha. Lưu ý chỉ dành cho test thôi nha. Chứ còn trong hệ thống vẫn là tiếng Anh nha. Rồi, ok mình bỏ đi, mình không set up gì này hết cả. Rồi chúng ta muốn add cái group nào đây thì chúng ta tích chọn nó vô thôi các bạn ha. Rất là đơn giản, cực kỳ thao tác luôn. Màn hình trực diện, trực quan nữa. Đó, đây ví dụ mình muốn mút group, mình muốn mút cái group từ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 dành cho group số 6 thì mình sẽ bấm cho nó sáng đỏ lên, xong. Rồi cái mút số 5 mình mút nhanh, tức là mình bấm một nút mà mút tất cả các kênh đó mà mình đã được setup sẵn á, customize lại á, chúng ta bấm như đây. Đó, như vậy là xong. Đó.
đơn giản đúng không các bạn? Đó, mọi thứ rất là đơn giản, cực kỳ dễ dàng luôn. Đó, như vậy mình nghĩ là cái con mixer này sẽ các anh có thể các bạn mà làm show đồ chúng ta những ở tỉnh đó, chúng ta có những không có điều kiện hay để chạm vào những sản phẩm thì mình nghĩ đây là một sản phẩm các bạn có thể chạm đến những cái sản phẩm ngon của những thương hiệu lớn và những cái sao tiếng chất lượng âm thanh lớn và với giá thành có thể hợp lý. Đó, đối với vụ vậy. Đây, còn cái con này thì nó có cần gain, có limit, có noise gate gì đó thì tùy phần các bạn ha. Đây. Thao tác các bạn có thể dùng tay vẫn được luôn nè. Đấy, tổng quan cho mình quay cho các bạn. Đấy. Rồi, đấy, limit ví dụ như vậy. Đấy. Com gate gì đó thì qua phần mid thì nó sẽ có từng phần, nó sẽ có một bộ riêng, đó, từng channel. Đó, tùy chúng ta setup nó tham số đầy đủ chúng ta một chúng ta bấm vào đây. Ta setup thì đây, mình ví dụ chúng ta muốn setup chi tiết ở đây mình không chi tiết được tại vì chúng ta cảm ứng á, nó sẽ nhảy số rất là nhiều, tham số nó sẽ nhảy rất là vượt trội, nó không có giống như mong muốn. Mà chúng ta muốn xử lý chi tiết á thì chúng ta bấm vào cái ô này nó hiện sáng lên. Sau đó chúng ta sẽ dùng cái function đây, cái nút start and turn này thì chúng ta xoay. Đấy, xoay. Đó, xoay xoay và enter nè. Nè, nhấn vào là cũng là một enter này, nhưng mà ở đây cái này không cần enter các bạn ha. Tức là xoay thôi, tức là mình thao tác cho các bạn hiểu thôi. Nó có nút bao gồm nhấn và xoay vô cực. Đó, để chúng ta thay sam số chúng ta phải tăng giảm 1% hay là 0.1% ví dụ vậy để mình xử lý những cái chi tiết EQ cũng vậy. Về phần EQ mình ví dụ các bạn phần EQ này đi, phần EQ này các bạn có thể mình chọn một channel đó mình chưa setup đi. Rồi, cái phần EQ nè các bạn, ở đây chúng ta có thể nào của EQ nè, đấy ta lên nè, nào đấy các bạn thấy chưa, nó sẽ hiển thị là nó sẽ hiển thị cái số vị trí và số ký chính xác ở trên đây, tham số các bạn khá là đầy đủ luôn đó. Rồi chúng ta muốn mở rộng thì thật ra các bạn có thể xử lý ở đây, đây rồi bài xử lý ở đây đấy, qua lại để chúng ta xử lý những cái chi tiết đó, rất là đơn giản. Còn nếu chúng ta hiểu và chúng ta thao tác quen rành á, đây mình mở đây đấy đó, đối với mình tay mình thì mình làm như thế này. Đây là những cái phần mà để chúng ta tránh lem những cái vùng âm mà đã ok rồi mình nói để cắt hú ví dụ vậy, cắt hú như vậy để tránh lem vùng á. Ok, vậy cho dễ hiểu. Tại vì chúng ta không muốn lem qua đây đi, ví dụ mình cắt hai cái đi, mình cắt cái cây này nó đi. Đây, cái này cây hai, cái L này nó đi, đây. Đấy. Thì chúng ta có thể cân chỉnh cho thoải mái nha các bạn ha. Đấy, tùy, đấy. Rồi còn nếu mà chúng ta muốn xử lý những cái cây này đơn giản chúng ta bấm gain, gain là lớn nhỏ decibel của dãy tần đó. Đấy. Mình tăng giảm các bạn đây ha. Mình thao tác nhanh để cho clip nó nhanh hơn xíu. Rồi. Rồi còn độ co bóp, cái độ co bóp. Đây, co bóp. Đây mình kéo lên các bạn nhìn rõ đây. Đấy, mở rộng đây cũng được, tùy. Chúng ta xài quen thì chúng ta xài xài cảm ứng, còn không chúng ta xài test cái nút này, nút function này, nút start and stun này cho nó nhanh. Và cái Yamaha rất hay các bạn ở chỗ điểm này các bạn, mình cho các bạn xem, mình đối với mình nhìn ở góc độ là người dùng. Thì mình review ở góc độ người dùng, mình sẽ diễn giải một cách dễ hiểu các bạn hết là không có thuật ngữ chuyên ngành gì sâu cả. Đó, các bạn thấy không? Tức là không cần phải chạm cái vị trí này mà chúng ta có thể chạm ở vị trí khác, cái tab trên khác. Khi mà chúng ta đang bấm chạm mà khi mà nó sáng cái nó hiện sáng đỏ chớp chớp đây nè. Thì chúng ta sẽ tăng giảm rất là thoải mái. Đó. Rồi ví dụ mình qua gain. Đấy. Thì ra qua gain thì chúng ta phải cầm đi rồi. Đấy, còn cái này nè. Đấy, thấy chưa? Ok. Rồi, mình tiếp tục các bạn ha. Rồi còn cái này là cái bát in out để chúng ta trỏ, chúng ta có thể customize nó lại. Đó các bạn ha, đây là cái chỗ mà để chúng ta customize lại. Đây. Vị trí custom 1, custom 2 thì chúng ta sẽ ví dụ custom 1 này, ví dụ ở đây là ngõ mid mà nó đang ở số 6 hoặc là ngõ mid 5 mà ngõ số 7 mà mình muốn dời tất cả những cái ngõ này để cho dễ dùng dễ thao tác, ví dụ như tất cả 8 ngõ này là mid row hết. Cho dễ mình dễ kiểm soát thì mình sẽ chỏ, mình chỉ cần chỏ, mình chọn và mình chỏ, chọn và chỏ, chọn chỏ. Thì mình sẽ đưa cái like, thường like của máy nó sẽ là ở số 1 nhưng mà mình sẽ chỏ qua cái bảng custom của mình. Để cho mình dễ thao tác thì mình sẽ đưa qua cái ngõ đúng mình thích, bất kỳ like nào, nó không còn chính xác nữa. Thì nó gọi là bảng custom ở đây. Nó có hai bảng, custom từ 1 cho đến 8 và custom 2 là từ 9 đến 16. Thật ra nó có ghi 1, 2 thôi, thật ra là nó giống nhau nha các bạn ha. Nó giống nhau nha, 1 đến 8 và 9 đến 16 thôi, chứ không phải là hai phiên bản custom. Chẳng qua là nó chia like đây, đó, yeah, đơn giản vậy nè các bạn. Đấy, ha. Để chúng ta xử lý thôi, giống như 8 cũng vậy nè, đây không phải custom nè, đó, thấy không, y chang nhau à. Chứ nó ghi 1, 2 thôi, chứ thật ra đúng ra là bản custom 1 đến 8. Đó, vậy cho nó dễ nhớ. Để cho nếu mà người dùng bình thường người ta sẽ hiểu là cái bản này là đối xứng với cái này đối xứng với cái này. Ha,
Rồi, ok, mình sơ sơ thôi. Còn cái phần này phần để chúng ta kiểm tra FX. Phần này phần chúng ta kiểm tra cái ốc out, output. Đó, chúng ta đang coi nhìn trên bảng nó đang bao nhiêu line nào đã out ra ốc nào, chúng ta kiểm tra được FX đã cho vào bao nhiêu line đang sử dụng FX thì những phần này chúng ta phải kiểm tra. Rồi, hoặc chúng ta có thể kiểm tra trên đây. Đây nút chúng ta để chúng ta kiểm tra là setup. Đấy. Reverb, delay, sub bit 1, bit 2, bit 3. Ngoài ra chúng ta thêm được hai cổng matrix nữa. Đó. Đó. Đơn giản đó các bạn. Rồi, đơn giản. Rồi, vẫn đây là phần để chúng ta phần admin và chúng ta có thể chọn qua chế độ khách và chúng ta có thể tạo user và chúng ta có thể tạo password. Ví dụ chúng ta có thể tạo ví dụ như để tránh ai can thiệp vào trong cái máy này thì hầu như digital nó cũng có rồi. Rồi, ok, mình trở qua một cái này. Mình chọn qua một cái nút home. Bấm vào channel 1, chọn nút home. Rồi mình sẽ cho bạn cái này. Nó có những điểm rất là nhỏ nhưng mà nó sẽ rất là hay. Nếu mà chúng ta nhìn sâu của một sản phẩm á, thì chúng ta sẽ nhận biết ra nó sẽ giúp cho chúng ta rất là nhiều. Đây, mình ví dụ một cái điểm nhỏ đi. Như cái con này, chúng ta có thể đặt được rename tiếng Việt cũng được đây ha các bạn ha. Cái thứ hai là chúng ta có thể chọn được màu. Màu sắc để chúng ta định vị nó được. Ừ, cái màu vàng là mid, màu màu A, màu xanh là sub, màu kia là trống da, bộ của da, màu kia là bộ của Bioner hay gì ví dụ vậy vân vân. Đấy, hay là mid thì giọng nữ, giọng nam, giọng nữ thì màu đỏ, giọng nam thì màu xanh đó, thì kiểu như vậy rồi ha. Đó. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có thêm một đống cái icon đó các bạn. Cái vấn đề một đống icon này nó các bạn nhìn đó là chia bạn nó rất là dễ hình dung. Để chúng ta nhìn lên cái bảng line, nhìn cái giao diện rất là trực quan. Ừ, chúng ta nhìn vào đây là cái mid nè. Cái mid bên dynamic nè. Đó, rất là nhiều dạng chúng ta nè. Mid wireless này là để dành cho gọi là mid không dây nè. Rồi dành cho cặp mid hát song ca hay là nhóm ca nè. Đó, rồi trống, tum, kit hay hát đầy đủ nha các bạn. Đó, đây là những cái rồi guitar điện, guitar bạc nè. Rồi cái nào là loa, cái nào output của sub nè, saxophone, trumpet, nói chung là đầy đủ. Đó. Khá là trực quan, tại vì không khi mà đây là vụ chọn các bạn cái này. Mình sẽ chỉ chi tiết sau, trong những video mình sẽ chia nhiều phần để cho các bạn đấy, mình chọn các bạn thay đổi không? Ở đây nó sẽ thay đổi nè, ở đây. Thì để khi mà chúng ta không xài nữa, chúng ta nhìn ra đây nè, đó. Thường ở những cái mixer đó, chúng ta sẽ có những bảng note cho anh em kỹ thuật đi làm, nó sẽ có bảng note như thế này. Thì ở đây nó sẽ làm ra hết tất cả mọi người thì nó sẽ rất là sướng, rất là khỏe. Và truy cập vào đây nữa cũng rất là dễ nữa, nó khá là đầy đủ. Còn đây cái gen của nó cực kỳ trực quan luôn. Đó, nôm na các bạn lưu ý thêm này nè. Đối với cái màn hình chính nên dù là nó to nhìn cũng rất là trực quan nhưng mà nó không có thể mà phủ không thể là show hết từ A đến Z cho các bạn được. Nó cũng phải bị giới hạn ở màn hình. Thì những bất kỳ những vị trí nào mà có những cái icon mở rộng như thế này nè là nó sẽ mở rộng cho các bạn ha, để chúng ta chỉnh chuyên sâu hơn ha. Còn nếu màn hình to thì mình nghĩ là nó sẽ show ra, nhưng mà do màn hình nó giới hạn thì nó sẽ có những cái phần để chúng ta show ra. Đấy. Ok. Đấy, mình ít ra đi, bỏ đi. Đấy. Ở ngoài đây nó cũng có nè các bạn, nhưng mà ở đây mình muốn xem sâu nè, phải không? Đây, mình đây là phần nhỏ nè các bạn, nhưng mà nó để cho các bạn coi trực quan từng cụm từng cụm từng cụm. Nếu mà các bạn muốn chỉnh sâu phần EQ, chúng ta để ý cái cục này. Dễ dùng luôn các bạn. Nè, mình phân tích cho các bạn nè. Đấy, bấm vào nó sẽ phóng rộng cái phần EQ qua. Các bạn xử lý nó sâu hơn, nhìn nó trực quan hơn, đầy đủ hơn. Đó, còn xong mình trở về. Mình bấm home. Đây nút home đây bạn. Đây nút home đây, hoặc là chúng ta bấm home cảm ứng hoặc là home function đây. Home vào đây trở về. Chúng ta muốn kiểm tra cái phần get hay phần limit ở đây. Ở đây nó cũng có những cái nút đó. Thì nhiệm vụ chúng ta cứ tích vào thì nó sẽ mở rộng và tham số nhìn nó rất chi là đầy đủ. Đó các bạn ha. Đó, các bạn hình dung qua chưa? Thì đơn giản thôi. Đó, như vậy là khá là đơn giản về giao diện, mình rất là thích giao diện này. Đấy. Đó. Rồi, ok. Thì mình review các bạn và theo mình nhìn các bạn và một cái á, cái con này á các bạn, nó sản xuất ra là nó con Yamaha nè bạn. Nó thiên về một cái bộ bộ rung, một bộ chống da hơn. Tức là cái ngõ input đầu vào á nó không có những ngõ kết hợp mà đa phần là vẫn là Canon đực rất là nhiều. Và hầu như mình thấy con mixer này á, từ line 1 đến line 8 á, là mình nghĩ là nó đã dành cho cái bộ chống da rồi. Đó. Và con này chuyên chống da và nó có một cái bộ library rất là xịn mà nó ăn tiền cho những anh em mới làm nghề nữa. Mà chúng ta muốn nghiên cứu, chúng ta muốn vọc vạch hay là chúng ta coi là những cái chuẩn ở nước ngoài họ làm như thế nào. Thì ở đây nó có một cái library. Đây mời mọi người đến xem ha. Mời camera mà đây. Bên đây chúng ta cần vuốt qua. Đấy.
nó sẽ có một phần library ở đây các bạn ha. Library này nó sẽ chứa đựng rất là nhiều thứ, rất là nhiều thứ các bạn ha. Đó. Guitar, tức là cái phần này các bạn là guitar nè, vocal nè, key hot, rồi nói chung là rất là nhiều, room nữa. Thì cái phần này là những cái phần mà gọi là những cái phần mà reset từ EQ cho đến mọi thứ hãng á, đã làm sẵn cho mình rồi. Chúng ta chỉ cần lôi ra đúng cái nhạc cụ đó, bỏ vào đúng cái line đó là chúng ta đã có thể xài rồi. Ngoài ra chúng ta có thể là customize nó lại, để chúng ta lưu một cái bộ đó riêng dành cho cái band này hay là một cái môi trường khác, thì nó rất là linh hoạt. Nó gọi là library B đây. Để Vũ chở về xíu mọi người. Đây. Đây các bạn. Đây là A nè các bạn. A nè. Đấy, A là hãng đã cho các bạn nè, piano, trống, vocal, rồi những cái hãng thậm chí là Sennheiser hay là những cái reset mà của Shure, một đống reset luôn. Tha hồ các bạn có thể chọc saxophone đồ này nọ. Cái này là cái ăn tiền nhất các bạn. Cái điểm mà nó sẽ giúp cho tất cả các anh em mà mới làm nghề hoặc là mới chạm vào những con digital, luôn cả bản thân Vũ cũng vậy, nó sẽ giúp cho chúng ta có thể vọc vạch và chúng ta nhìn ở góc độ. Có thể là nó sẽ không vừa ý mình hay như thế nào đó, nhưng mà ít ra chúng ta một cái bản tham khảo để chúng ta có thể set up ra, sau đó mình tạo ra một cái file riêng, mình chuyển qua chế độ library B là dành một cái file dành riêng cho cái phần customize của mình. Đấy, đó rất là hay. Rồi. Ok các bạn ha. Rồi, tiếp tục nữa. Rồi với lại tất cả các kênh, những cái digital khác cũng sẽ copy và cái bác, đúng không các bạn? Về copy set, ví dụ ở đây Vũ làm nha. Đây, kênh channel 5. Vũ kéo vuốt nó ra. Vũ sẽ copy nó. Các bạn chờ Vũ xin. Ông nào có khóa không vậy trời? Mọi người chờ Vũ xíu nha. Đây, mình channel 1 đi. Vuốt ra. Các bạn thấy không? Đây là cái mic của một, mic một của Vũ đi. Ví dụ Vũ có một cái mic easy như vậy nữa, đã set up rồi. Và mình không muốn set up lại từ cái EQ cho đến com, get đến mọi thứ. Đó, này nọ thì chúng ta bấm copy. Thấy các bạn không? Sau đó chúng ta sẽ tìm kiếm một channel, ví dụ chọn là channel 6. Mình sẽ chỉ những cái thao tác cơ bản các bạn ha. Bạn nào có thì chúng ta phải vọc thêm. Chúng ta sẽ bấm back. Yeah. Như là nó đã tự động từ cái live, từ cái fader nó cũng đã chạy lên mà cái EQ của cái 6 nè các bạn. Cái 6 cái 1 giống nhau nè. Đấy, các bạn thấy chưa? Đây. À, đơn giản. Rồi chúng ta muốn cái mic khác thì chúng ta chỉnh tùy. Mình thao tác những cái đơn giản cho mọi người thôi ha. Rồi. Còn đây là cái monitor các bạn, đây cái gain monitor các bạn ha. Ở đây chúng ta bấm tăng giảm đây. Cái monitor lớn nhỏ, cái monitor đây. Nó rất là nhỏ nha. Nó viết tắt không nha các bạn. Ví dụ monitor này sẽ viết là money. Đó, kiểu như vậy. Đấy. Đấy. Các bạn không? Rồi, mình để đó những cái thao tác. Rồi. Mình xóa đi nè. Còn khi mà mình muốn cái xóa cái này nó trở về cái mặc định, không có setup gì cả thì sao? Channel default. Ok, đồng ý. Mất. Like tự động mất. Đúng không các bạn? Đó, mất rồi nè. Đấy, xong. Rồi. Ok, thì tổng quan sơ bộ về cho các bạn về một cái con mixer khá là đầy đủ, giao diện nhìn rất là trực quan, rất là dễ thao tác. Mà mình nghĩ về chất âm từ cái reverb của nó rất là hay các bạn. Mà nó record ra cái điểm mà record mà trực tiếp USB á, là mình thấy rất ok. Thì nó rất là phù hợp cho những, thứ nhất là bạn mà những cái phòng trà hay những phòng hát mà muốn thu lại hay là muốn stream lại những cái buổi mà livestream đó. Còn nếu mà muốn chuyên sâu hơn, chúng ta có thể dùng mixer jack để chúng ta USB để chúng ta để lấy, chúng ta sẽ chỉnh chuyên sâu hơn. Nhưng mà đối với những khách hàng ở nhà hay là những cái phòng những nhà hàng mà những buổi trình diễn mà nhỏ gọn mà chúng ta muốn record lại để chúng ta public lên trên YouTube hay như nào hay để trình diễn ấy, chúng ta dùng ngõ record này thì nó rất là xịn sò luôn. Từ âm thanh thu ra cũng rất là chất lượng các bạn. Mình đã test đi test lại rất là ok rồi. Đấy. Ok thì như vậy là cái video ngày hôm nay là Vũ đã chia sẻ. Nó còn cái ngõ phía sau nữa thì cameraman đưa hình ảnh ngõ phía sau cho mọi người xem cái những ngõ kết nối nha. Thì hẹn mọi người cái video lần sau Vũ sẽ giới thiệu từng phần của con này và hướng dẫn mọi người cách setup cho con này nó như nào và đi từng bước để tách ra nhiều video các bạn. Khi mà chúng ta thắc mắc phần nào chúng ta sẽ xem cái video đó nó sẽ hay hơn ha. Rồi đánh giá tổng quan về cái con này thì theo Vũ thì cái con này về phần tầm giá nó rất là dễ tiếp cận. Thứ nhất, cái thứ hai là cái Dante ở Việt Nam mình rất là ít dùng, như Vũ chia sẻ ở đầu video thì cái phần này giá thành mềm, không cần Dante. Nó sẽ mấy anh em làm show có thể tiếp cận được cái sản phẩm này. Và khách hàng có thể giống như gia đình đi, ví dụ như khách hàng mà chơi được những cái hệ thống âm thanh lớn và bộ mà 200-300 triệu, 400 triệu mà muốn chơi nhạc cụ
hay là muốn thay thế nó bằng van số. Vũ thì đang muốn bán cái con này thay thế cho cả van số luôn các bạn, vì FS nó rất là hay đó, và thay thế cho van số thì đương nhiên mình hiểu đồng nghĩa với việc là cái con van số này hiện tại là giá thành nó, cái con này giá gấp 4 gần 5 lần con này. Nhưng mà những cái con mixer mà Vũ đã từng bán cho khách hàng cũng đã 30 mấy triệu, 32 triệu rồi, nhưng mà nó vẫn không đủ đồ chơi giống như những cái con này đây, mà chỉ cần nhỉnh thêm 10 triệu thôi. Thì mình cũng muốn bán cái con này vào gia đình, những bộ dàn karaoke nè, mà nó ứng dụng cho giải pháp nữa. Con này các bạn có thể điều khiển qua được điện thoại hoặc là qua máy tính vẫn được luôn, khóa đồ mọi thứ vẫn được luôn. Thì nó cũng giống như van số, chúng ta sẽ lưu một số reset là echo hay reverb, nó ứng dụng rất là nhiều thứ. Làm dự án cũng rất là nhiều nữa đó. Ok, nếu các bạn thấy cái video chia sẻ tổng quan này của Vũ hay á, thì các bạn nhớ bấm like và share. Và cuối video này Vũ mời các bạn nghe một hai đoạn mà Vũ live quay trực tiếp nha, không record nha. Hẹn các bạn video record sau, test âm thanh từ con mixer này ra, và mình đánh trên hệ thống bô đắt nhất của bô luôn cho các bạn tham khảo. Ok. Buồn lớn xa vào đôi mắt em, chiều nào gió tông ngồi bên thầm ước những nào đâu dám nói, khép thầm từ lại ngồi, đường hoa vẫn chưa mở lối, bờn biển cô đơn vắng ai, mong cho đôi ta bên nhau mãi thôi, cho hạt mưa rơi khóc buồn. Tình yêu như cánh chim trời vượt bay theo gió mãi trôi, để bao thương nhớ âm thầm thiết tha vô bờ. Đêm khuya có thấu hay chăng, lẻ loi tôi đang ngóng trông, nhìn mây mưa cứ trôi hoài khát khao trời.